Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện cái việc sử dụng cái comparable để thực hiện sắp xếp được cái student list. Như lần trước thì chúng ta đang dừng lại phần ví dụ liên quan đến sắp xếp collection, thì chúng ta đã tạo ra một cái class là student ở đây, và chúng ta đã có một cái đoạn là đoạn tạo ra một cái student list là danh sách những cái student mà chúng ta đã add vào. Thế thì để đơn giản ấy, là bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ implement cái này với lại comparable. Thì lúc mà các bạn truyền tham số vào thì các bạn sẽ thấy có một cái concept về generic ở đây, tức là các bạn truyền cái gì vào. Thế bây giờ chúng ta muốn so sánh cái student này với student, hay là chúng ta muốn so sánh student với cái gì, thì bây giờ chúng ta chỉ muốn so sánh nó với là một student chẳng hạn, thì các bạn điền cái này vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta sẽ cần phải implement một cái phương thức của nó, đấy là phương thức compare to. Thì đây chính là cái hàm mà chúng ta đang có. Thì đây chính là cái hàm mà trả về giá trị là giá trị int, tức là giá trị mà giống như kiểu là khi so sánh hai cái thì nó lớn hơn thì nó sẽ là dương, mà bằng nhau thì nó không, mà nhỏ hơn thì nó là âm. Thì bây giờ chúng ta muốn so sánh cái gì? Giả sử như đơn giản là bây giờ chúng ta muốn sắp xếp nó theo string chẳng hạn, theo name chẳng hạn, thì chúng ta return một cái gì, đấy là this.name. Thì cái string nó cũng có một cái hàm gọi là hàm compare to, bởi vì đơn giản đấy là bởi vì string nó cũng thừa kế từ comparable. Thế bây giờ chúng ta có thể dụng hàm này, thì tham số truyền vào của nó là chính là ô chấm getName. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta, bởi vì chúng ta muốn sắp xếp theo name thì cái hàm compare to nó phải thực hiện cái việc so sánh hai cái name của hai cái student đấy. Rồi chúng ta xếp lại, và lúc này các bạn sẽ thấy rằng bên cái chỗ collection của cái thằng student list này thì nó không báo lỗi nữa, bởi vì đơn giản là student list bây giờ là list của những cái student đã thừa kế comparable, thì nó trở thành tương thích với lại cái hàm sort này. Thế là chúng ta chạy thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là Clover đẩy lên đầu, Ducky tiếp theo và Hugo thứ ba, thì các bạn sẽ thấy nó đã đảo chiều của Clover lên Ducky, bởi vì là C trước chữ D, đơn giản là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cần phải được đổi vị trí. Thế bây giờ giả sử như các bạn bảo rằng là thôi tôi muốn sắp xếp theo cái quy tắc của cái grade trước chứ không muốn theo cái name nữa, thì bây giờ giả sử như bên này chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần phải sửa. Ví dụ như các bạn bỏ cái này đi, các bạn sẽ return về this.grade, ví dụ như này, .compare to. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó không làm việc đấy, bởi vì đơn giản là cái biến liên quan đến integer ấy, thì nó không có hàm, đúng không? Tại vì là biến int mà, biến primitive mà, thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta phải làm một cái việc, đấy là chúng ta convert nó thành string, thành integer, ví dụ như integer chấm pass, ví dụ như này, integer chấm value of, thì cái này chính là this chấm grade sẽ compare to. Thì lúc này cái biến là chúng ta đã có một object, tức là object là integer, thì nó sẽ có hàm compare to tương tự như là string. Thì lúc này cũng là integer chấm value of getGrade. Thì các bạn sẽ thấy là nó hơi phức tạp một tí, nhưng bản chất của nó là chúng ta phải biến đổi những cái integer int thành những cái object integer. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái hàm là integer value of. Thì lúc này thì nó sẽ có một cái hàm làm compare to y hệt như là cái compare to của string đây. Thì chúng ta xếp lại. Và lúc này chúng ta chạy bên này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ đưa ra cái giá trị là 678, tức là sắp xếp theo thứ tự 678, thì có nghĩa là đẩy Ducky vẫn lên đầu, nhưng mà Clover thì đẩy xuống cuối vì 8 là giá trị cao nhất và Hugo lên ở giữa. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng cái comparable để sử dụng cho cái việc sắp xếp các cái list ở đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là với sử dụng comparable ấy, thì mỗi lần mà các bạn muốn cần sửa đến cái việc sắp xếp, cái nguyên tắc sắp xếp các bạn ấy, thì các bạn phải vào trong cái class student và các bạn sửa cái code của nó. Thì có nghĩa là các bạn sẽ phải thay đổi cái số code này nếu các bạn thấy là cần thiết phải thay đổi cái quy tắc. Thì nó hơi là bất tiện.